Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết mát mẻ tại các tỉnh thành Bắc Bộ vẫn sẽ còn tiếp tục duy trì trong 2 ngày cuối tuần. Nguyên nhân là do không khí lạnh yếu đi, nhưng miền Bắc trời vẫn khá mát mẻ là do khối không khí lạnh vẫn chưa tan hẳn. Trong khi đó, vùng hội tụ gió ở phía Tây trên độ cao 1.500m đến 3.000m sẽ tiếp tục gây mưa rào cho các khu vực phía Tây Bắc Bộ. Trong đêm nay và ngày mai, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm trong 24 giờ. Do còn có mưa nên mức nhiệt cao nhất trong ngày tại Bắc Bộ vẫn dao động trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ, thời tiết rất dễ chịu. Sau đó tới ngày thứ hai của tuần tới, trời sẽ nắng nhiều hơn. Cùng với đó, nền nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên mức từ 29 cho tới 33 độ, cảm giác hơi nóng lên thấy rõ. Từ ngày thứ tư tuần tới, Bắc Bộ sẽ đón một đợt nắng nóng kéo dài khoảng 4 đến 5 ngày. Tuy nhiên, trong khoảng đêm ngày thứ 5 đến sáng ngày thứ 6, một đợt mưa rào và mưa dông nhẹ có thể xuất hiện tại các tỉnh thành khu vực phía Đông Bắc Bộ, lui xuống khu vực Trung Bộ. Mưa cũng đang giảm dần, chỉ còn rải rác về chiều tối ở khu vực Thừa Thiên Huế đến Phú Yên với lượng mưa không quá lớn, vì thế nhiệt độ cũng có tăng dần. Mức nhiệt độ ở khu vực phía Bắc và Trung Trung Bộ tăng dần, dao động trong khoảng từ 27 cho đến 31 độ. Tại các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, còn các khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ nhỉnh hơn trong khoảng từ 30 cho đến 31 độ. Riêng khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận thì trời có nắng nên nhiệt độ sẽ cao hơn, phổ biến trong khoảng 32 đến 34 độ. Sau đó sang đến ngày thứ hai tuần tới, mưa ở khu vực Trung Bộ sẽ giảm hẳn, trời nắng nhiều trở lại khiến cho nhiệt độ gia tăng đáng kể. Mức nhiệt trên cả ba khu vực Bắc, Trung và Nam Trung Bộ đều tăng từ 1 đến 4 độ, dự báo từ khoảng ngày thứ 3, khả năng sẽ có nắng nóng xuất hiện trở lại tại các khu vực này. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới vẫn duy trì nắng gián đoạn vào ban ngày. Nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên phổ biến là từ 31 đến 33 độ, còn tại Nam Bộ là từ 31 cho đến 35 độ, có nơi cao hơn. Lưu ý là về chiều tối, mây dông sẽ phát triển nhanh và gây mưa rào cho nhiều nơi tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Cục bộ sẽ có điểm mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phần tiếp theo của bản tin sẽ là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tỉnh thành trên cả nước trong tối đêm nay, sang đến ngày mai và 7 ngày sắp tới. Với thời tiết các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ, trong tối và đêm ngày hôm nay, toàn khu vực của Bắc Bộ phổ biến trời sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào rải rác có thể xuất hiện tại các khu vực của Quảng Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Cục bộ một số khu vực của Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ninh có thể sẽ xuất hiện mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ cũng có thể xuất hiện ở diện rải rác một vài nơi tại một số các khu vực của Sơn La, Phú Thọ, Hà Giang, Yên Bái. Tuy nhiên thì lượng mưa ít và thời gian diễn ra mưa ngắn. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận phổ biến tạnh giáo ít mưa. Mưa nhỏ có thể xuất hiện ở diện rải rác thoáng qua, tuy nhiên lượng mưa là rất ít. Nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 21 cho đến 24 độ. Các khu vực vùng núi nhiệt độ sẽ ở mức thấp hơn trong khoảng từ 18 cho đến 20 độ. Sang đến ngày mai, ban ngày toàn khu vực của Bắc Bộ phổ biến trời sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào sẽ xuất hiện rải rác tại các khu vực của Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Cục bộ một số khu vực của Điện Biên và Lai Châu có thể sẽ xuất hiện mưa vừa và mưa to. Mưa nhỏ cũng có thể xuất hiện ở diện rải rác một vài nơi tại một số khu vực của Quảng Ninh. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận phổ biến tạnh giáo ít mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Đến tối và đêm mai, toàn khu vực của Bắc Bộ phổ biến trời sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào nhẹ có thể xuất hiện rải rác tại một số khu vực vùng núi như là khu vực của Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang. Cục bộ một số khu vực của Điện Biên và Lai Châu vẫn có thể sẽ xuất hiện mưa rào và rải rác có nơi có dông. Các khu vực còn lại, trong đó có thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận phổ biến tạnh giáo và không mưa.
nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 22 cho đến 25 độ. Các khu vực vùng núi nhiệt độ sẽ ở mức thấp hơn trong khoảng từ 18 cho đến 21 độ. Dự báo những cơn mưa nhỏ và mưa rào rải rác vẫn có thể tiếp tục xuất hiện tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số khu vực vùng núi phía Bắc trong ngày thứ hai và sang ngày thứ ba. Sau đó, từ trưa chiều ngày thứ ba trở đi, mưa sẽ giảm dần, toàn khu vực phổ biến sẽ tạnh giáo, ít mưa và trời sẽ có nắng, duy trì cho tới ngày thứ năm. Sau đó, từ khoảng tối và đêm ngày thứ sáu sang đến ngày thứ bảy, một đợt mưa rào và mưa dông có thể tiếp tục quay trở lại, tập trung chủ yếu tại các khu vực vùng núi phía Bắc, Trung Du, Đồng Bằng và ven biển. Tuy nhiên, thì đợt mưa này sẽ không kéo dài và lượng mưa cũng không nhiều. Về nền nhiệt độ, từ ngày thứ hai trở đi, nhiệt độ toàn khu vực của Bắc Bộ sẽ có tăng nhẹ khoảng 1-2 độ mỗi ngày. Từ ngày thứ ba, nắng nóng có thể quay trở lại tại các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ, tập trung nhiều tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ, xuống đến thời tiết của khu vực Trung Bộ, với thời tiết của các khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Trong tối và đêm ngày hôm nay, toàn khu vực phổ biến trời sẽ có nhiều mây, những cơn mưa nhỏ vẫn có thể xuất hiện rải rác tại các khu vực ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cục bộ một số khu vực của Nghệ An, Hà Tĩnh có thể sẽ xuất hiện mưa rào và rải rác, có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 21 cho đến 24 độ. Sang đến ngày mai, mưa sẽ tiếp tục có giảm xuống. Ban ngày toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ có thể xuất hiện ở diện rải rác thoáng qua một vài nơi. Các khu vực của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh phổ biến sẽ tạnh giáo và không mưa. Nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 22 cho đến 25 độ. Dự báo những cơn mưa nhỏ và mưa rào nhẹ vẫn có thể xuất hiện rải rác về chiều tối trong ngày thứ hai. Sau đó từ ngày thứ ba trở đi, mưa sẽ giảm hẳn. Toàn khu vực thời tiết phổ biến sẽ tạnh giáo, ít mưa, ban ngày trời nắng và sẽ duy trì trong nhiều ngày sau đó. Về nền nhiệt độ, từ ngày thứ hai, nhiệt độ toàn khu vực sẽ có tăng dần. Khoảng ngày thứ ba, nắng nóng có khả năng tiếp tục quay trở lại tại các khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Thời tiết của các khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trong tối và đêm ngày hôm nay, toàn khu vực phổ biến trời sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào nhẹ có thể xuất hiện rải rác tại các khu vực ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Cục bộ một số khu vực của Quảng Nam, Quảng Ngãi có thể sẽ xuất hiện mưa rào và rải rác, có nơi có dông. Còn với khu vực của Ninh Thuận và Bình Thuận phổ biến sẽ tạnh giáo, ít mưa, nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ. Sang đến ngày mai, ban ngày toàn khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến trời sẽ có nhiều mây và nắng gián đoạn. Đến buổi chiều và chiều tối mưa nhỏ và mưa rào có thể xuất hiện rải rác tại các khu vực của Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Đến tối và đêm mai, toàn khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến trời sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ có thể xuất hiện rải rác tại một số khu vực ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Tuy nhiên, thời gian diễn ra mưa ngắn, nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Dự báo những cơn mưa nhỏ và mưa rào rải rác vẫn có thể tiếp tục thường xuyên xuất hiện vào các buổi chiều và chiều tối trong ngày sắp tới. Lưu ý là từ chiều tối ngày thứ tư, mưa sẽ có xu hướng gia tăng và sẽ xuất hiện nhiều hơn tại các khu vực phía Nam Trung Bộ. Về nền nhiệt độ, toàn khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận vẫn sẽ ổn định ở mức cao nhất trong ngày, dao động trong khoảng từ 30 cho đến 34 độ, duy trì cho tới khoảng ngày thứ ba. Từ ngày thứ tư trở đi, nhiệt độ có tăng nhẹ lên mức phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ, có nơi cao hơn. Nắng nóng có khả năng xuất hiện tại khu vực ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Thời tiết của khu vực Tây Nguyên, trong tối và đêm ngày hôm nay, toàn khu vực của Tây Nguyên phổ biến trời sẽ có nhiều mây, những cơn mưa rào và mưa dông với lượng mưa vừa, có nơi mưa to vẫn sẽ có thể tiếp tục xuất hiện tại các khu vực của Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk. Trong đó, mưa sẽ tập trung nhiều tại khu vực của Gia Lai, khu vực của Đắk Nông và Lâm Đồng, phổ biến sẽ chỉ là mưa nhỏ ở diện rải rác một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ C. Các khu vực vùng cao, nhiệt độ ở mức thấp hơn trong khoảng từ 17 đến 19 độ. Sang đến ngày mai, ban ngày toàn khu vực ở Tây Nguyên phổ biến trời sẽ có nhiều mây và nắng gián đoạn. Mưa nhỏ và mưa rào nhẹ có thể xuất hiện rải rác vào sáng sớm tại một số khu vực phía Tây của Kon Tum, Gia Lai. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng trên toàn khu vực dao động từ khoảng 29 đến 32 độ.
các khu vực vùng cao nhiệt độ sẽ ở mức thấp hơn trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ. Đến tối và đêm mai mưa giảm, toàn khu vực của Tây Nguyên phổ biến trời sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ vẫn có thể xuất hiện ở diện rải rác tại các khu vực của Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ một số khu vực của Gia Lai, Đắk Lắk có thể xuất hiện mưa rào và rải rác có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ. Các khu vực vùng cao nhiệt độ ở mức thấp hơn có nơi dưới 18 độ. Dự báo từ thứ hai mưa sẽ giảm, tuy nhiên thì những cơn mưa nhỏ và mưa rào nhẹ vẫn có thể xuất hiện rải rác tại các khu vực của Tây Nguyên. Thời gian mưa chủ yếu vào các buổi chiều và chiều tối cho tới khoảng ngày thứ tư. Từ ngày thứ năm trở đi, do gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh trở lại nên mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng với nhiều điểm xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung nhiều tại các khu vực phía Nam của Tây Nguyên và sẽ duy trì cho tới ít nhất là ngày thứ ba tuần tới. Thời gian mưa sẽ vẫn chủ yếu vào các buổi chiều và buổi tối. Thời tiết của khu vực Nam Bộ. Trong tối và đêm ngày hôm nay, toàn khu vực của Nam Bộ phổ biến trời sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào sẽ xuất hiện rải rác tại các khu vực của Kiên Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.